Mèo là sinh vật thông minh, có trí giác. Chúng có thể có một danh sách dài những điều thích, nhưng hôm nay mình chỉ chỉ ra 5 điều mà mèo thích mà thôi. Có lẽ 5 điều này sau đây cũng sẽ làm bạn phải wow lên đó. Giống như con người chúng ta, những thứ mèo thấy thú vị, vui vẻ, rồi một ngày nào đó lại cảm thấy nhàm chán vào những ngày tiếp theo. Là một người nuôi mèo, công việc của bạn là nhận biết khi nào sở thích của mèo thay đổi. Vì vậy, bạn có thể giữ cho chúng luôn vui vẻ, khỏe mạnh và gắn bó. Mặc dù sở thích có thể khác nhau ở mỗi con mèo, nhưng với 5 điều thích sau đây, mình tin là sẽ làm bạn và mèo hiểu nhau và nhất là làm cho mèo của bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Mèo thích nước. Nếu bạn là người nuôi mèo, bạn có thể chưa biết rằng chúng sẽ cố gắng uống nước từ vòi ở bất kỳ khi nào có cơ hội. Đó là lý do tại sao mà bát nước của bạn để, mèo chẳng thấy đói hoài gì cả. Nước là một phần thật sự quan trọng, nên hãy tạo ra chỗ uống nước mà mèo yêu thích nhé. Còn một điều gây sốc nữa, bạn có tin hay không khi một số giống mèo cũng thích chơi trong nước. Chúng thích nằm trong bồn tắm và chỉ đợi đến giờ tắm để nghịch nước mà thôi. Mèo thích cào. Một trong những bản năng cơ bản của mèo là mài vuốt hoặc cào lên các bề mặt khác nhau. Mèo sẽ tình cờ nhận được nhiều niềm vui hơn từ đó. Ngoài việc mài vuốt, cào móng có thể giúp cho mèo thư giãn và trẻ hóa ra, thì hãy coi chúng như một con người, thì hành động đó tương tự như một động tác kéo dài và giãn cơ bắp khi bạn cảm thấy mệt mỏi và đau nhức. Một lần gãi nhanh lên cây hoặc trụ cào sẽ làm cho mèo cảm giác thoải mái ngay lập tức. Mèo thích ngắm chim. Không có gì lạ khi bắt gặp những chú mèo cuộn tròn trên bệ cửa sổ. Tại sao? Đó là một địa điểm ngắm chim đấy. Mèo thích ngắm chim vì chúng là loài động vật săn mồi, những chuyện động nhỏ sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Một số con mèo có thể dành thời gian hàng giờ liền để quan sát những chú chim mỗi ngày. Nếu mèo nhà bạn thích cuộn mình và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hàng giờ liền, thì bạn đừng lo nhé, vì đơn giản là chúng đang ngắm chim trời mà thôi. Mèo thật sự yêu bạn. Mặc dù mèo thường được miêu tả là động vật sống đơn độc, nhưng chúng cũng rất cần tình yêu thương, sự quan tâm, bầu bạn và thật sự rất thích nhận điều đó từ bạn. Bạn hãy nghe thật kỹ thì cách mèo kêu nếu trong tiếng Anh thì đó là I love you, chúng chỉ khác một chút mà thôi. Một số dấu hiệu cho biết mèo yêu bạn bao gồm gầm gừ hay chui đầu vào bạn, ngủ trên hoặc gần bạn, kêu meo meo, liếm láp, thậm chí là húc mông vào mặt bạn. Và điều cuối cùng trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn mà mình tin chắc chắn rằng ai cũng biết điều đó, đó chính là mèo thích ngủ trưa. Không có gì là bí mật nữa, mèo thật sự thích ngủ trưa. Trên thực tế, trung bình một con mèo con ngủ từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày. Bởi vì mèo là sinh vật sống về đêm, chúng ngủ hầu hết các ngày trong tuần. Xin nên lưu ý rằng mèo con và mèo lớn tuổi sẽ dành nhiều thời gian ngủ hơn là mèo trưởng thành. Vậy nên, nếu thấy mèo nhà bạn đang ngủ thì đừng cố gắng đánh thức chúng dậy nhé.